càng lớn tuổi da càng xấu thức đêm xem điện thoại nhiều đến khô cả da mặt độ đàn hồi của da ngày càng yếu nếp nhăn ngày càng nhiều khiến bạn bất an khi biết đến serum nambuzin số 5 này bạn thấy người ta quảng cáo hay lắm đúng như làn da bạn đang rất cần đến rồi thấy người quen dùng đẹp bạn cũng muốn mua về thử ngay như liệu serum nambuzin số 5 có thực sự mang lại kết quả như quảng cáo hay không da có đẹp như người quen đang dùng kia hay không dùng bao lâu thì có kết quả đã có ai dùng và đánh giá như thế nào trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn, cũng như review chi tiết sản phẩm này từ chính khách hàng của shop và từ những đánh giá chân thật nhất của những người đã dùng trên sàn thương mại điện tử cho bạn biết nhé. Với kinh nghiệm bán hàng nhiều năm, shop mình nhận thấy khách hàng phản hồi khá tích cực với serum Nambuzin năm này. Hầu hết khách hàng đều hài lòng sau khoảng 1 đến 2 tuần sử dụng serum, da cải thiện rõ rệt, sáng hơn, mịn hơn da luôn được cấp ẩm mướt mát tràn đầy sức sống, khiến cho khách rất vui và shop cũng rất vui vì khách hàng của shop hài lòng với sản phẩm và ngày càng xinh đẹp hơn. Ngoại trừ những khách hàng bom hàng, thì cũng có một vài khách không phù hợp với sản phẩm nên không hiệu quả, vì sự thật thì không có một sản phẩm nào mà phù hợp với 100% loại da khác nhau được. Việc dùng thử sản phẩm mới là điều mà shop mình luôn nhắc khách hàng dùng thử sau khi tư vấn và nhận thấy khoảng 80% cơ địa da của khách là hợp với sản phẩm. Không có niềm tin nào lớn hơn chính là đánh giá thực tế và công bằng nhất từ những khách hàng sử dụng vì không ai dối lòng mình vì sắc đẹp cả. Nên những đánh giá sau đây có thể cho bạn những cái nhìn chân thật hơn về sản phẩm để bạn cân nhắc khi quyết định mua hay không mua serum Nambuzin năm này nhé. Sau đây là một đánh giá thực tế, khách quan từ khách hàng đã sử dụng. Serum Nambuzin năm đó là serum dùng rất thích nhà, Mình đã dùng hết một nửa rồi cảm nhận ra cũng có sáng lên, đều màu, dùng trên da mình không bị châm chích. Nhiều người khác thì lại thích sự thấm nhanh của em này, như chị khách có đánh giá rằng serum mỏng nhẹ dễ thẩm thấu vào da, không bết dít. Sau khi thoa vào da thì tan nhanh, xài 3 đến 4 ngày thấy trắng lên một tông da hẳn lên, xứng đáng 100 điểm. Nhiều bạn thường lo lắng liệu khi dùng serum nambuzin năm nó có gây ra tác dụng phụ gì không? Kiểu như bị nổi mụn nhiều hơn, da bị kích ứng, nổi mẩn đỏ mẩn ngứa. Tại vì nhiều khi da đang bình thường, đang đẹp mà dùng serum này bị những tác dụng như vậy lại rất lo lắng. Đặc biệt là mấy bạn có da nhạy cảm thì lại càng thêm phân vân shop bên mình bán hàng ngàn đơn rồi mà chưa thấy khách phản hồi là có tác dụng phụ. Và tìm hiểu đánh giá từ các shop bán hàng trên sàn thương mại điện tử cũng không thấy ai nhắc đến tác dụng phụ của serum Nambuzin này, nên mình nghĩ tác dụng phụ chắc cũng hiếm gặp. Nếu bị tác dụng phụ thì có thể do bạn có làn da quá nhạy cảm. Da siêu nhạy cảm thì thường dễ bị tác dụng phụ với nhiều loại mỹ phẩm chứ không riêng gì serum Nambuzin năm này. Nên nếu bạn thuộc loại da siêu nhạy cảm có thể gặp những trường hợp như nổi mụn nhiều hơn bình thường, da có thể bị kích ứng hoặc nổi mẩn đỏ, mẩn ngứa. Khi bạn gặp phải tác dụng phụ cũng một phần có thể là do thành phần có trong serum không hợp với cơ địa da của bạn. Nó phản ứng với da, có thể làm mất cân bằng độ ẩm, tắc nghẽn chân lông chẳng hạn. Và cũng không loại trừ trường hợp là bạn sử dụng chung với sản phẩm chăm sóc da khác, khi thành phần của sản phẩm đó như kem dưỡng hay kem chống nắng mà phản ứng với thành phần của serum Nambujin 5 sẽ làm mất cân bằng, dẫn đến da không còn phù hợp với sự kết hợp này. Nếu thấy ai đó dùng serum Nambujin 5 mà da đẹp hẳn lên bạn có thể xin một ít để test thử vài ngày xem hợp với da mình không? Điều này sẽ vừa tiết kiệm vừa an toàn, mà chắc phải thân thiết thì xin dùng thử mới đỡ ngại. Còn nếu có điều kiện thì mua về dùng luôn, nhưng bạn cũng nên nhớ test thử vùng da nhỏ trước cho chắc ăn nhé. Như theo mình nghĩ nếu da bạn là bình thường thì có thể mua về dùng luôn, vì bên mình bán hàng cũng thấy khách hàng không phản hồi gì về việc bị tác dụng phụ. Còn nếu như lỡ bị tác dụng phụ do đã dùng serum này rồi thì nếu nhẹ, bạn có thể rửa mặt bằng nước muối sinh lý mua ở hiệu thuốc, rửa mặt bằng nước ấm cho dịu da một vài ngày là khỏi. Nếu nặng hơn thì bạn nên khám da liễu thử nhé, để biết cách xử lý cho an toàn và trước hết bạn phải chắc chắn là bạn mua đúng hàng chính hãng nhé. Để tìm một cửa hàng đáng tin cậy để mua serum Numbuzin 5 không phải là điều dễ dàng, nhưng đừng lo lắng nữa. Hãy đến với shop mình nơi bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và cảm thấy yên tâm. Shop mình cam kết luôn mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho bạn và shop mình tự hào về việc cung cấp serum Numbuzin 5 chính hãng dù bạn mới ghé thăm lần đầu tiên hay đã là khách hàng thân thiết hãy tin rằng bạn sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ shop mình đừng quên đăng ký kênh của shop để cập nhật thông tin mới nhất và không bỏ lỡ những ưu đãi hấp dẫn nhé cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn shop mình